Và trước khi bắt đầu video này, các bạn nhớ nhấn like, nhấn đăng ký cũng như là nhấn chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nha. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Hello mấy đứa nha. Và bây giờ thầy và các bạn đang có mặt tại chỗ cắm trại rồi đây mấy đứa ơi. Đây là cái chỗ thầy đã lựa ra 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đã tìm được có bóng cây và bóng mát, nên mọi người thoải mái cắm trại không sợ nắng đó nha. Thầy ơi, em thấy đâu có mát đâu thầy. Ở đây giữa cái sa mạc nắng không chết luôn thầy. Thầy nói mát em không thấy mát miếng nào. Em yên tâm đi, chiều không có mặt trời là trời sẽ mát thôi. Yên tâm đi nha, đợi xíu đi, đợi khoảng 5-6 tiếng nữa. Ôi trời, thầy ơi, đồ ăn của em xuất hiện rồi. Trời ơi, cảm ơn thầy đã chọn chỗ này cắm trại. Thằng này nó nói gì vậy ta? Thôi bây giờ thầy sẽ đi review từ 1 sao cho tới 8 sao cho mấy đứa biết trại và mấy bạn sẽ đem theo gì để cắm trại trong ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi mấy đứa ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới với cái trại đầu tiên. Rồi chào bạn 1 sao, hôm nay bạn ăn gì, bạn ở đâu và bạn làm gì, bạn có bao nhiêu tiền và bạn mua những món gì, nói cho thầy biết đi. Dạ em 2 sao mà thầy. Trời ơi em 2 sao chứ đâu phải 1 sao đâu. Thằng 1 sao nó ở ngoài kia kìa thầy. Ủa vậy mình bị quê hả ta? Rồi cuối cùng thằng 1 sao nó đang ở đâu? Ở ngoài kia là ở đâu? Thầy ơi, em ở ngoài này nè thầy ơi. Trời ơi em có 1 sao à. Em ra ngoài đảo em ở luôn rồi. Em mua chai nước với em gói mì tôm cái hết bà nó 10.000 rồi. Tối nay là em sống chết với cái cây này luôn. Nè cái em Jimmy, em nằm ở ngoài đảo coi chừng hồi cá sấu nó bò lên nó táp em á nha. Chúc em ở ngoài đó vui vẻ nha. Trời đất ơi, hết chỗ ở sao ra ngoài đảo ở nó không biết nữa. Ráng mà sinh tồn nha. Rồi bây giờ thật sự là tới lượt của em rồi nè. Hôm nay em được 2 sao đúng không? Em mua được những món gì, em làm được gì, em giới thiệu cho mọi người cùng biết đi nào. Dạ em được 2 sao, em được 100k. Em mua cái liều này hết 99.000. Còn 1.000 em bo cho chị nhân viên luôn rồi. Em mới lượm được cái táo để bữa nay sinh tồn. Công nhận làng xà lam tính toán ghê thiệt á, thà là nhịn đói chứ không để ngủ ngoài đường. Rồi bây giờ Ripper có gì giới thiệu đi em. Dạ em được 3 sao thầy, em có 500k đó. Em đã mua một thùng mì tôm, một thùng nước suối với em xây cái nhà siêu to khổng lồ nè thầy, hết trơn luôn, còn được đâu 4.000 à. À vậy là chúc mừng em nha, tối nay em có liều ngủ rồi, có thức ăn, có nước uống luôn, vậy là ok rồi đúng không? Dạ ok, nhưng mà không có gì để nấu mì chứ thầy ơi. Ăn mì xong uống nước vô cổng nó tự gặp nhau luôn. Dạ do nhân phẩm có giới hạn nên em chỉ được có 4 sao à thầy. Em có 1 triệu Việt Nam đồng. Trời ơi 4 sao là em may mắn lắm rồi đó. Thằng zombie nó có 1 sao nó ra đảo nó ngủ rồi kìa. Rồi bây giờ em review đi. Dạ với 1 triệu thì em có thể mua rất nhiều món đó thầy. Như thầy có thể thấy là em mua một chai dầu ăn để tối nay giao lưu cùng các bạn. Mua một lốc Pepsi, 3 trái bắp Mỹ. Và ngoài ra em còn có thể mua được một con cua hoàng đế mới vừa chết bán rẻ như cho. Thịt bò Mỹ nhập khẩu Trung Quốc giá Campuchia. Và em còn mua được một cái dĩ nướng để tối nay làm tiệc nướng á thầy. Wow, với 1 triệu mà em có thể mua được nhiều món đến vậy sao? Nhưng mà coi chừng tối nay ăn vô là bị đau bụng tào tháo gượt đó nha. Ủa em mua đồ ăn nhiều tiền đến vậy rồi tiền đâu em xây cái liều này hả mà xương trắng? Dạ tiền đồ ăn có 499.000 à thầy ơi. Còn 501.000 em xây cái liều này nè thầy. Cái liều này có cái mụn rất là hiện đại luôn, để em làm cho thầy coi nè. Hô biến đó thầy, thầy thấy không, nó sập xuống rồi đó, là tối nay mũi nó không vô đây được. Wow cái liều xịn sò quá. Vậy tối nay thầy có thể vô giao lưu với em được không vậy? Dạ thôi thầy ơi, thôi thầy ơi, em ngủ mình được rồi thầy ơi, thầy đừng vô. Và giá nhớ bên dân con nhớ lột đào, chẳng quan trọng những thứ sang giàu. À bây giờ chúng ta cùng nhau tham quan cái trại của thằng Enderman nha. Rồi Enderman ơi, em 5 sao em được bao nhiêu tiền và em mua những món gì, quảng cáo giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Dạ em 5 sao em được 2 triệu á thầy. Em dùng số tiền đó để em mua một nải chuối nè. Sau đó em xây một cái ngôi nhà. Và số tiền còn lại em mua một con thú cưng cũng là đồ ăn của em trong ngày hôm nay luôn. Cái gì thú cưng là đồ ăn là sao? Cái gì ở dưới đó vậy, có thể cho thầy coi được không? Thầy tò mò thú ăn là đồ cưng gì, lộn thú cưng là đồ ăn gì là sao? Dạ được rồi, bây giờ em sẽ cho thầy coi. Em chỉ cho thầy coi một lần duy nhất thôi nha. Ta-da! Trời đất ơi, trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy con tôm hùm Alaska mà nó bự như chiếc xe tải luôn á. Trời, con này nó ăn thịt thầy luôn á, chứ sao mà thầy ăn thịt được nó. Dạ em cho thầy coi chứ em đâu nói là em cho thầy ăn đâu, thầy yên tâm đi. Ok. Đợi thằng Enderman nó
ngủ, thế nào trong mì của mình cũng sẽ có tôm thôi. Rồi, xin chào má xương đen nha. Em 6 sao đúng không? Em có gì giới thiệu cho mọi người cùng biết đi. Rồi, xin chào thầy và chào tất cả mọi người. Em 6 sao, em có 5 triệu. Em mua một cái máy quạt. Sau đó đồ ăn của em để trong cái thùng này nè thầy. Đó, em ăn đạm bạc lắm, không có gì hết trơn á. Chỉ có tôm hùm với cua Quỳnh Đế thôi à. Chứ em không ăn gì nhiều hết trơn á thầy. Với số tiền còn lại em để mua đồ chơi thôi. Số tiền còn lại em để mua đồ chơi hả? Ủa cái đó là cái gì, đồ chơi của em hả? Đâu bấm cho thầy coi thử rồi. Đồ chơi của em ra làm sao? Dạ ok, bây giờ em sẽ khởi động nó cho thầy coi nha. Trời cái này chơi sướng lắm á thầy. Coi nè. Ai, cái gì trời ơi, sao cái cánh quạt gì đâu mà nó chọt như thế thầy vậy? Cái này là cái gì vậy? Dạ trời ơi thầy, cái đó là cái máy bay Flycam á thầy. Em dành hết số tiền em mua rồi đó thầy. Đó, bây giờ em sẽ bay lên cho thầy coi nha. Bay lên nó quay mấy cái cảnh đẹp á thầy. Trời ơi bay cao lắm á thầy ơi. Rat, Rat ơi, Rat, Rat ơi. Dạ em ra liền rồi, em ra liền rồi. Mời thầy vô nhà của em, chiêm ngưỡng ngôi nhà của em nè thầy. Thầy nhớ bỏ dép ở ngoài nha, để mời vô nhà của em á. Trời ơi, vitamin đạo đức của thầy để ngoài người ta trộm mất rồi sao? Trời đất ơi, thằng này mày đi cắm trại kia là mày đi cắm nhà vậy mà sao đem nhiều đồ dữ vậy? Ôi ôi, giường ngủ rồi bàn ăn sao đầy đủ hết trơn vậy? Ôi ơi, xịn quá trời luôn khách ơi. 6 sao quá trời VIP luôn. 6 sao hay 7 sao? 7 sao đúng không? Trời ơi VIP quá em ơi. Đỉnh quá. Rồi em ăn gì sống? Dạ em có thùng mì tôm với thùng nước rồi thầy. Còn nhiêu tiền em mua hết trơn rồi. Trời đất ơi, mì tôm với nước của nhà giàu nó cũng siêu to khủng lồ, bự quá trời với đất luôn kìa. Chúc mừng em nha, em ăn mì tôm chắc ngon lắm á. Batman, Batman, trời ơi em đi cắm trại hay là em đi ngủ vậy? Đừng nói với thầy em chỉ mua được có cái giường để em ngủ thôi đó nha. Dạ thầy hả? Trời ơi thầy yên tâm đi, em đi cắm trại là em chơi hết mình, chơi nhiệt tình luôn. Đây chỉ là cái chỗ ngủ em thôi thầy ơi. Bây giờ em sẽ cho thầy coi cái lâu đài 8 sao của em. Cái gì, thầy đâu có thấy cái lâu đài nào ở đây đâu, em xạo đúng không? Thầy cứ bình tĩnh, thầy nhìn nè. Lâu đài ơi hãy hiện ra. Thè thè, thầy đừng có giật mình mà bật ngửa đó nha. Xin giới thiệu với thầy, đây là cái tầng hồ bơi của em. Em dùng để giải trí mùa hè giữa cái sa mạc nóng bức này thì chúng ta cần phải có một cái hồ bơi. Tiếp theo sẽ là cái tầng đồ ăn của em. Em ăn cũng đạm bạc giống như mọi người, em ăn gà tôm hùm thôi thầy ơi. Thầy thấy vậy đã đủ chất chơi người dơi chưa thầy? Với thầy cho em 30 triệu lận, em phải phá cho hết, nếu mà không phá hết phụ lòng thầy. Cái thằng Batman hồi sớm ngủ tắm ở đây không chịu đâu, đòi tắm hồ bơi, bây giờ bay xuống dưới rồi kìa. Đáng đời nha. Ê mấy cái đứa này, trời ơi mấy tụi bay đi ra khỏi cái bữa ăn trưa của tao coi, tụi bay làm gì bu đen hết trơn vậy? Đi ra chỗ khác lẹ lên, nhanh lên. Thôi ngoan nào ngoan nào, bà chỉ hỉ chứ bà không ăn đâu. Cho miếng đi, cho cái miếng đi. Tao mà xuống nước được như hồi đó á, tao đá tụi bay dính nóc nhà hết trơn từng đứa một luôn. Tránh đây, tránh xa ra. Thầy thầy em bay về coi nha, nó nè thấy không, thấy tụi nó không thầy? Đó giờ em bay lên cao luôn nè. Đó thầy thấy mình ngồi cho thầy đó, bay lên cao hơn nữa nè. Đó lên quá trời cao luôn. Thầy ủa sao nó tối thui rồi, thầy đâu có thấy gì nữa đâu. Trời ơi thầy ơi kìa, rồi nó đụng cái máy bay Flycam của em rồi. Trời ơi, lần đầu tiên bay lên cũng là lần cuối cùng em còn nhìn thấy nó. Tiền của em ơi, bữa nay đẹp trời quá. Trời ơi con tôm hùm của tôi, trời ơi chết con tôm hùm của tôi rồi. Trời ơi rồi, bây giờ tới giờ ăn tối nha, đứa nào ăn gì thì giới thiệu cho mọi người biết coi tối nay mấy đứa ăn gì đó. Nếu mà đứa nào thấy dư dả quá mà ăn không hết thì cho thầy ăn ké, với thầy cũng đói bụng lắm rồi. Rồi giới thiệu đi. Dạ em cũng không ăn gì nhiều hết trơn thầy ơi, em buồn quá em ăn con cua hoàng đế với tôm hùm Alaska này cho qua buổi tối để mai về thôi thầy. Ngớt cái máy bay làm em muốn ăn hết mấy con này để đỡ buồn đó thầy. Dạ em cũng ăn tôm đó thầy, trời ơi em ăn mì tôm với em uống nước lạnh em sống qua ngày luôn, chứ em không biết sao số em nhỏ vậy luôn á, em ăn mì tôm á thầy. Ừ
mấy đứa ơi. Trời, mấy đứa nhìn kìa, sao ở đằng kia nó cháy mà lớn dữ vậy trời? Ai đốt cái gì ở đằng kia mà nó cháy lớn quá trời quá đất luôn kìa? Mấy đứa lại đẳng coi coi cái gì vậy? Trời, thầy ơi, yên tâm đi, không có gì đâu thầy ơi. Thằng Enderman nó đang nướng cái con tôm hùm Alaska của nó thầy. Ủa, sao nó nướng con tôm hùm mà cháy lớn dữ vậy ta? Có chuyện gì vậy ta? Chắc là con tôm hùm nó chưa chín nên nó thêm lửa đúng không mấy đứa? Trời ơi, làm gì cháy ghê thiệt luôn á. Chắc là nó thơm ngon lắm á nha. Dạ, hình như là nó nướng trong cháy luôn nhà của con gái thì sao thầy ơi? Một mình mà ăn hết cái này cũng hơi mệt mỏi luôn á. Biết nãy mình mua ít thôi chứ mình mua nhiều quá mình sao ăn hết trời. Nhưng mà mình phải cố gắng đi ăn để phụ lòng thầy rồi sao. Rồi đêm nay trong đống lửa thầy sẽ kể cho mấy đứa nghe một cái câu chuyện hết sức là bi thảm và cảm động của một người đi vào rừng và bị thất lạc, sau đó biến thành ma. Tối đêm nay mà ngồi quay quần bên nhau kể chuyện ma thì hết sảy luôn. Dạ thôi thầy ơi, thầy đừng kể thầy ơi. Trời, ai cũng có chỗ ngủ hết trơn á. Có mình em ngủ quay đảo à. Mà kể em thức sáng đi mới biết thành gấu trúc luôn á. Không sao giùm My ơi, bạn cứ yên tâm đi. Tôi còn có chai dầu ăn kìa. Có gì bạn vô chỗ tôi rồi hai đứa mình giao lưu là được rồi. Và câu chuyện hôm nay thầy muốn kể cho tất cả các em nghe là một câu chuyện kinh dị có thật. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một trường học tên là Monster School. Đặc biệt, trong ngôi trường đó thầy giáo rất là đẹp trai tên là Herodry Sáu Muối. Trời ơi, nghe thầy Herodry Sáu Muối là em bắt đầu thấy kinh dị rồi đó thầy. Vào một ngày nọ, các em học sinh đòi đi cắm trại. Trong buổi cắm trại đó, mọi người ngồi kể mà chuyện mình nói ơi, cái gì ấy trời ơi. Rồi thì bây giờ thầy sẽ đi review chỗ ngủ của từng bạn cho mấy đứa xem nha. Trời ơi, zombie nó nằm bên cái chỗ cái hòn đảo đó kìa. Zombie ơi, em có ổn không zombie? Bên đó em cảm thấy thế nào rồi? Dạ, ngoại trừ sợ ma ra thì em không có vấn đề gì hết trơn á thầy ơi. Ngủ ngoài này trời ơi, nước nó mát rồi gió nó lạnh lạnh nữa thầy. Sợ lắm thầy ơi. Nhưng mà em quyết tâm sẽ sinh tồn ở đây cho hết đêm nay. Ờ, vậy được. Nếu mà em không muốn sinh tồn thì em có thể vô giao lưu với ma xương trắng đó nha. Trời ơi, chúc em ngủ ngon nha zombie. Rồi xong rồi, thằng Salam nó ngủ rồi mấy đứa ơi. Trời, nó ngủ nhịn tướng thấy cưng hết sức luôn á. Tối nay chắc nó bị mũi tha vô gừng luôn quá. Để qua coi, Ripper đâu rồi, Ripper đâu? Ripper nó ngủ luôn hả ta? Trời, nó ngủ kìa, nó thấy mình qua nó ngái quá trời ngái luôn kìa. Đây là tác hại của việc không cho nó đem theo điện thoại. Bây giờ nó giả bộ nó ngủ rồi kìa. Thằng ma xương trắng đâu? Ủa? Ngủ hả ta? Thầy chưa ngủ nữa thầy. Trời ơi, em muốn giao lưu dầu ăn với thầy đâu nha. Em để dầu ăn ngày mai em nấu ăn nha. Trời ơi, thầy đi chỗ khác cho em ngủ đi mà. Trời, mắc cười quá à. Xung quanh tôi bao nhiêu là người đẹp, không lẽ là tôi đi giao lưu dầu ăn với em? Không có vụ đó đâu nghe, đừng mơ nghe. Enderman, ủa? Trời ơi, Enderman, em làm gì em chưa ngủ mà em ngồi đây em nhìn trái chuối làm chi vậy Enderman? Sao không đi ngủ đi còn ngồi đó nữa hả? Dạ, sau khi cái con thú cưng cũng là cái đồ ăn tới của em nó biến thành tro bụi thì em cảm thấy cái nải chuối này rất là quan trọng luôn á thầy ơi. Trời ơi, bây giờ em phải ăn thôi chứ đói bụng quá biết sao giờ. Tại vì em không cho thầy ăn ké nên mới vậy đó, đáng đời. Ma xương điện nó ngủ chưa? Trời ơi thầy ơi, em mới vừa ngủ được xíu thầy lại thầy làm em hết hồn chim én hết trơn à. Thầy âm mưu lại đây bắt con tôm hùm Alaska của em đúng không? Trời ơi, tính ra là thầy đưa tiền cho em mua con tôm hùm ăn luôn á. Nói chuyện ghét quá trời quá đất luôn. Kệ mày, tao đi đây. Chắc là thằng Rat nó ngủ rồi, nó đóng cửa vậy mình đâu có vô được đâu mà coi. Còn thằng Enderman thì nó ngủ ở trên trời rồi sao mà lên được. Thôi đi ngủ thôi. Rồi sau khi dọn dẹp xong hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại trường thôi mấy đứa ơi. Buổi cắm trại của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi nha. Có đứa nào muốn nói gì không? Ủa, cái thằng Bitman đâu rồi? Sao thầy không thấy nó đâu hết trơn vậy? Dạ, thằng Bitman nó đi chào buổi sáng, nó đánh dấu lãnh thổ rồi thầy ơi. Thầy nhìn bên kia kìa, nó đang đứng kìa. Mơ tung cửa sổ đón anh mặt trời. La 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 la. Ai cha cái thằng heo này. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại trường thôi mấy đứa ơi. Kết thúc buổi cắm trại ở đây nha. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày